Cả nhà mình, Ngọc Anh đã quay trở lại rồi đây. Nghe thấy chưa ạ?
thấy tiếng chẳng? Anh chị em nào đang xem comment của em một là kiểm tra em tắt tiếng rồi á? Đâu em vẫn đang bật mà. Em vẫn đang bật đó. Cả nhà có nghe thấy không? Sao lại không có tiếng nhỉ? Hay là em thoát? À có rồi ạ. Có tiếng là tốt rồi. Thế thì em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh chị đã tương tác ạ. Ngày hôm nay thì em Ánh sẽ chia sẻ đến với các cô chú anh chị này. Đầu tiên là tại vì những buổi livestream vừa rồi của em ấy thì nhiều, chắc là mọi người, em đoán là cũng có một vài anh chị, tại vì mọi người đã có liên, em chào chị Phạm Hương, mọi người đã có một số anh chị nhắn tin cho em là mọi người đã viết mục tiêu của mình rồi, rất nhiều cô chú anh chị chúng ta đã có mục tiêu rồi, nhưng mà trong năm nay mọi người chưa biết là mọi người phải làm cái công việc gì, những cái năm công việc gì mà để cho chúng ta gia tăng tài sản của mình ấy, ngoại trừ cái công việc mà chúng ta đang theo ấy, thì chúng ta chưa biết là chúng ta cần phải làm gì thêm để gia tăng thu nhập. Tại vì đa số là chúng ta đều là đến cái tầm tuổi như em đổ lên ấy, hoặc là dưới em là mọi người đã, những em mà tốt nghiệp xong đại học rồi đúng không, thì chúng ta đều có công việc ổn định rồi, thì nên là mọi người đang, một là đang tìm kiếm những cái cơ hội mới, những cái công việc mới. Tại vì đầu năm đến giờ theo như em đọc báo biết ấy, thì mọi người đang nghỉ việc ấy, mọi người nhận tháng lương 13 xong thì mọi người bắt đầu nghỉ việc và tìm kiếm công việc khác. Thì ngày hôm nay là sau khi mà em đã nhắn tin cùng một vài cô chú anh chị hỏi với em là em ơi, thì trong năm nay này chúng ta bọn đang tìm kiếm ấy, đang tìm kiếm cái công việc việc làm của mình ấy. Đấy thì em đã lên mà tìm hiểu xem là cái năm 2023 này thì nó đang có hết hot cái công việc gì mà chúng ta có thể làm được nhá. Nên là các cô chú anh chị nào mà mình có bạn bè hoặc bản thân bạn bè hoặc là bạn bè đồng nghiệp gì đó mà đang tìm kiếm những công việc thì có thể là tag vào đây, tag tên vào trong cái livestream này của em này, và hoặc chia sẻ đi, share chuyện livestream cho em cũng được, mọi người hãy like và comment cho em nhiều để em có động lực chia sẻ với cả nhà mình nhiều hơn nhá. Em đã phải mất một ngày để tổng hợp đấy ạ. Nên là mong là những cái kênh đầu tư này, những cái kênh công việc này, em nghĩ là nó sẽ phù hợp với một số anh chị em nào đó. Nhưng mà công việc gì cũng thế, thì em mong là trong quá trình mà chúng ta tìm hiểu ấy, trước khi chúng ta bắt đầu một công việc nào đó, chúng ta hãy học cách học mà nâng cao giá trị bản thân của mình lên trước nhá. Nâng cao giá trị ở đây là gì? Không phải là chúng ta đầu tư vào, nếu mà anh chị đang ở trong một công việc cũ mà anh chị cảm thấy nhàm chán ấy, mà anh chị cứ lặp đi lặp lại cái công việc đó, và anh cảm thấy là mình không còn muốn làm cái công việc đó nữa, mà mọi người chỉ đi làm vì lương ở đấy cao chẳng hạn, thì em nghĩ là chúng ta nên thay đổi đi. Chúng ta thử tìm kiếm cái công việc khác xem, biết đâu cái công việc khác nó lại phù hợp với chúng ta hơn thì sao. Chúng ta hãy thoát ra khỏi cái vùng an toàn của mình đi. Tại vì nếu mà năm 2023 rồi, nếu mà anh chị muốn thành công thì em nghĩ là với bản thân em thôi nhá, thì sau những gì mà em đã học và em tìm hiểu ấy, trong quá trình em phát triển bản thân ấy, thì em đã nghiệm ra được một số điều đó. Thì sau đây là những cái điều mà em nghiệm ra được nhá. Thì cả nhà chúng ta là, nếu mà chúng ta muốn thật sự thay đổi ấy, thì mọi người thử học theo cách của em xem, thì em nghĩ là nó sẽ phù hợp với anh chị đã. Tại vì nó là những điều mà rất 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 là đơn giản luôn. Ngày hôm nay em chỉ có một chút thời gian để livestream với cả nhà mình thôi, nên là cả nhà mình hãy nhanh chóng chia sẻ cái buổi livestream này đến với bạn bè của mình với nhá, share vào các nhóm. Tại vì em nghĩ là đầu năm này chúng ta ai ai cũng đang tìm cho mình một hướng đi, đang chưa biết cách làm sao để mình hoàn thành được cái mục tiêu mà mình đặt ra, đúng không? Thì trước khi chúng ta làm gì thì em nghĩ là chúng ta nên ngồi lại này, chúng ta ngẫm nghĩ lại xem là những cái năm trước chúng ta vì sao mà chúng ta đang cố gắng rất là nhiều, kể cả trong công việc cũng như trong cuộc sống, nhưng mọi điều nó không hay ấy, nó không xảy đến, nó luôn luôn xảy đến với chúng ta,
người không thể đến. Và có rất là nhiều điều nó không còn được hợp lý nó xảy ra đến chúng ta, đúng không? Thì đây là một trong những cách mà em, thứ nhất là em đã chọn lọc được trên TikTok này, trên Facebook, và cũng như là trong quá trình mà em phát triển bản thân ấy, thì em nghiệm ra được. Thì anh chị thử nghe xem là nó có phù hợp với bản thân mình hay không nhá. Cả nhà mình ơi, tìm mà livestream tag tên bạn bè của mình vào đây nào. Hay là mình nên ngồi giao lưu với nhau một lúc nữa để cho đông đông rồi mình chia sẻ được không? Nhưng mà vấn đề em lại không có thời gian cơ. Em chào anh Đặng Công. Hôm nay nhiều bạn vào xem quá. Có những bạn mà chắc phải lâu lắm rồi em không nói chuyện. Mẹ ơi, mẹ lên cho con B xuống hộ con với. Ồn quá. Mẹ cho B xuống dưới nhà hộ con với. Ồn quá. Đó, thì em nghĩ là sang năm 2023 rồi thì chúng ta nên gác lại mọi thứ của năm trước đi ạ. Năm trước mà chúng ta thấy, tại vì những buổi livestream trước em có bảo anh chị là chúng ta hãy dành thời gian, chúng ta ngồi lại, chúng ta chiêm ngưỡng lại là xem là cái năm vừa rồi chúng ta đã làm được gì và chưa làm được gì, đúng không? Và năm nay nếu mà chúng ta đang quyết định là chúng ta ra quyết định cho bản thân của mình trong năm nay phải hơn năm ngoái, thì em nghĩ là chúng ta nên ngồi lại, chúng ta nên học cách là bình tĩnh trong cuộc sống này. Nếu mà như anh chị không thể là dục tốc bất đạt được làm gì thì chúng ta cũng ngồi lại lắng nghe lại bản thân mình là xem chúng ta cần gì, chúng ta phải làm gì, chúng ta phải bình tĩnh giải quyết tất cả vấn đề, kể cả vấn đề là trong công việc này, trong gia đình này, trong bạn bè, vì ngoài kia nếu mà chúng ta chỉ cần vô tình chúng ta nóng vội và quyết định một vấn đề nào đó thôi thì mọi thứ sẽ tan tành hết anh chị ạ. Anh chị hiểu với em không? Vậy nên là trong bất kỳ trường hợp nào chúng ta hãy cố gắng bình tĩnh nhất. Nếu mà như anh chị mà trong gia đình chẳng hạn, trong gia đình mà chúng ta có cãi cọ với người nhà này hay là với chồng này, thì thay vì chúng ta nổi nóng lên, chúng ta hãy ngồi nghĩ lại xem là chúng ta đặt địa vị mình vào bản thân người khác và xem người ta thấy, nếu mà là người ta thấy thì người ta có thấy thoải mái hay không này. Nên là chúng ta nên là bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề nhá. Không, nên là trong công việc cũng thế, đặc biệt là trong vấn đề tài chính như bọn em này, nếu mà chúng ta bất bình tĩnh ấy, chúng ta sẽ mất đi toàn bộ. Thứ hai là chúng ta phải là làm sao chúng ta cười nhiều lên anh chị ạ. Tại vì là chẳng có cái gì mà nó đến với cái người tiêu cực cả. Khi mà em ở trong cái ngành học này này, trong cái môi trường tài chính này, em phát hiện ra là em được học cái về lực hút của vũ trụ à? Đấy, thì chúng ta phải cười nhiều hơn. Khi chúng ta cười ấy, thì mọi thứ, cái tiêu cực chúng nó sẽ tan biến. Nó không đụng chạm gì được đến mình cả. Chúng ta phải cười. Khi chúng ta cười thì tiền mới đến với chúng ta, những mối quan hệ chất lượng mới đến với chúng ta được. Anh chị hiểu em không? Nên là chúng ta phải cười nhiều hơn nhá. Chúng ta học cách cười, học cách đón nhận này, học cách đón nhận tất cả mọi thứ tiêu cực nó xảy ra với mình. Những cái gì mà nó, sao nhỉ, nó không tốt nó đến với mình thì bắt buộc nó phải đến. Tại vì nó là một cái bài học. Chúng ta đừng nhìn vào những cái tiêu cực đó, mà chúng ta nhờ những cái tiêu cực đó thì biết đâu là chúng ta sẽ, biết đâu là chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn, đúng không? Vì em biết là cuộc bọn em thì còn trẻ, em chưa lập gia đình thì có nhiều cái không có nhiều cái tiêu cực ấy nó xảy ra với em, là nó đơn giản hơn các anh chị rất là nhiều. Nhưng mà em mong là chúng ta hãy tích cực lên, chúng ta đừng để những cái tiêu cực đó nó ảnh hưởng đến mình, chúng ta hãy bình tĩnh giải quyết mọi việc, được không ạ? Chúng ta nên chấp nhận nó đó. Và 2023 rồi thì em nghĩ là khi mà chúng ta làm bất kỳ việc gì ấy thì anh chị nên là không cần quá kỷ luật đâu, nhưng mà các anh chị phải có một cái nguyên tắc cho bản thân của mình nhá. Anh chị, nguyên tắc ở đây tức là anh chị có thể là ra quyết định cho người khác, nhưng mà như anh chị có nghe câu là chúng ta là dễ dãi với bản thân của mình nhưng mà lại khó tính với người khác không ạ? Nếu mà anh chị bảo một ai đó là phải thức dậy dậy sớm đi nhưng mà bản thân chúng ta lại không làm được, thì em nghĩ là chúng ta nên xem lại bản thân của mình nhá. Nên là xem là chúng ta hãy làm trước, làm rồi hãy nói người khác, chứ đừng có dễ dãi với bản thân của mình nhưng mà lại khó tính với người khác làm gì cả. Nên chúng ta hãy bắt đầu thay đổi từ chính mình. Khi anh chị thay đổi thì tự khắc là con cái này, vợ chồng này, hay là bạn bè
tất cả xung quanh chúng ta, mọi người sẽ thay đổi theo đúng như chúng ta. Người ta có câu là chúng ta là bản sao của 5 người chúng ta chơi cùng, đúng không? Thì anh chị trước kia anh chị hãy tốt lên đi, anh chị tốt đi, anh chị sẽ trở là một trong cái 5 người đó đi đã. Đó, thì những người xung quanh chúng ta sẽ tự dựng thay đổi thôi. Gì nữa nhỉ? Trong quá trình làm việc đấy ấy, thì em còn học được một cách là chúng ta là nên lắng nghe nhiều hơn. Chúng ta nên ngồi lại xem là người ta nói gì với mình để mình sửa đổi. Chúng ta đừng đặt cái tôi của mình cao quá chẳng hạn. Đấy, thì rất 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 nhiều người em thấy là chúng ta không chịu lắng nghe người khác ấy. Nên là chúng ta không hiểu là họ đang muốn cái gì. Và chúng ta luôn luôn là bắt người ta phải theo ý mình. Nên là em mong là trong năm 2023 chúng ta hãy học cách lắng nghe nhiều hơn. Khi anh chị mà lắng nghe người khác nhiều hơn rồi ấy, thì anh chị sẽ hiểu được bản thân của họ. Và chúng ta cũng sẽ biết cách làm sao để chúng ta làm việc với họ hơn. Đó là những cái mà, những cái trước tiên mà em học để em thành công được như bây giờ. Nên là mong là năm nay chúng ta hãy ngồi lại nha, ngồi lại ngẫm nghĩ lại bản thân của mình, xem chúng ta đã đạt được những, làm được những việc đấy chứ nha. Chúng ta hãy bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất. Nghiêm khắc với bản thân mình trước đã, rồi hãy nghiêm khắc người khác. Nếu mà anh chị không nghiêm khắc với bản thân của mình ấy thì làm gì cũng không thành công đâu anh chị ạ. Hôm nay em thấy có vẻ là ít người vào xem live stream quá. Hôm nay còn bạn mới vào xem thôi. Hai mọi người đi đâu hết rồi nhở? Ở nhà đợi em một tí nha. Thì bây giờ em sẽ chỉ cho mọi người là năm 2023 này, thì những cái kênh mà em đã tìm hiểu được là mình phải năm 2023 thì chúng ta những công việc mà 2023 là anh chị nào mà đang tìm kiếm công việc và chúng ta muốn bỏ công việc cũ ấy, công việc cũ kiểu là chúng ta luôn luôn là bị chán ghét trong cái vòng lặp đi lặp lại, đúng không? Bản thân em Ánh cũng thế. Ngày xưa lý do vì sao mà em Ánh bỏ cái công việc cũ ấy mà để sang công việc như hiện tại ấy. Em chào anh ạ. Đấy, tại sao mà em lại bỏ cái công việc hiện tại? Tại vì một cái sự lặp đi lặp lại ấy, ngày nào mọi thứ đến với mình ấy, cứ sáng ngủ dậy anh chị có bị chán không ạ? Chúng ta luôn bị chán công việc hiện tại, tại vì là khi mà chúng ta luôn luôn là thức dậy làm việc xong rồi cả ngày hôm đấy chúng ta chỉ có một vòng luẩn quẩn, hàng ngày là chúng ta cứ chỉ thức dậy đi làm xong về đúng không, xong rồi ngày hôm sau chúng ta lại như thế. Và cũng nhưng mà cuộc sống của chúng ta chả thay đổi gì cả, chỉ có biết là đi làm kiếm tiền đi về nhà, nên cảm thấy nó rất là vô vị. Nên là em Ánh đã tìm cách tìm bản thân em Ánh chán cái vòng lặp lại đấy rồi, nên là em Ánh đã cố gắng tìm cái cơ hội để thay đổi cuộc sống của mình. Và may mắn là em Ánh đã lựa chọn được đúng, nên là ngày hôm nay mình đã có những cái câu chuyện để chia sẻ cho cô chú anh chị đang ngồi đây. Vậy thì anh cô chú anh chị thử xem là trong những cái công việc mà em Ánh thu thập được thì là công việc nào để có thể giúp cho cô chú anh chị trong năm nay có thể thay đổi tài chính của mình nhé. Đầu tiên này, cô chú anh chị là nên gia tăng. Bình thường là chúng ta đi làm thì chúng ta gọi đó là thu nhập, đúng không? Thì thay vì một mình chúng ta có thu nhập thì anh chị nên tìm kiếm cho mình một cái nguồn thu nhập gọi là nguồn thu nhập thụ động ấy. Anh chị phải phân biệt được rõ đâu là nguồn thu nhập thụ động nhá. Nguồn thu nhập thụ động là khi mà chúng ta không cần làm việc, chúng ta dựa trên một số vốn này hoặc là thời gian này. Đa số là chúng ta sẽ dựa trên một số vốn và những cái kinh nghiệm cũ của mình ấy để chúng ta xây dựng nên một cái thu nhập thụ động. Thu nhập thụ động chúng ta không cần làm gì cả, chỉ dựa vào cái nguồn vốn của mình. Em chào anh Vương, em chào anh Tuấn Anh ạ. Đó, thì chúng ta chỉ dựa, chúng ta dựa trên này cái nguồn lực của mình để chúng ta có một nguồn thu nhập khác, là chúng ta không cần phải làm việc, trong khi anh chị vẫn làm cái công việc cũ nhưng mà chúng ta vẫn có thu nhập từ cái công việc này này. Nên chúng ta không phải đụng tay gì vào nó cả. Việc của chúng ta là chỉ cần tìm hiểu và đầu tư vào đấy một khoản tiền nhất định nào đó chẳng hạn. Thì chúng ta luôn luôn có một dòng tiền. Cái đấy người ta gọi là thu nhập thụ động đấy ạ. Anh chị hiểu ý em không? Nên chị, nếu mà em nói có thể là không rõ thì chúng ta hãy lên Google thử search xem là thu nhập thụ động là gì. Và tại sao chúng ta nên có nguồn thu nhập thụ động? Thì mỗi một con người ấy mà muốn có tự do tài chính ấy, thì anh chị bắt buộc phải có hai nguồn thu nhập thụ động nhá.
Một cái là bị động, một cái là thụ động. Đấy, thì anh chị bắt buộc phải có cái nguồn thu nhập thụ động này thì anh chị mới gọi là tự do tài chính được. Tự do tài chính đây là chúng ta không cần làm gì, thời gian chúng ta ngủ thôi. Giống như em Ánh này, trong thời gian em Ánh ngủ cũng có người làm việc cho em Ánh. Và ngày hôm sau người ta bảo là lăn xuống giường đã có tiền ấy. Nhưng mà đấy, thì em Ánh cũng thế. Hiện tại em Ánh đang có nguồn thu nhập thụ động. Anh chị thử xem là những cái công việc này có phù hợp với mình không nhá. Trong năm nay này, cái mà dạ vâng, sướng, sướng như anh ấy. Thấy đi chơi suốt ngày mà vẫn có tiền đấy. Hôm nào ngồi chia sẻ với cả nhà mình đi anh nhá. Đấy, thì chắc là nhiều anh chị ở đây đã được biết cái nguồn thu nhập thụ động này rồi. Một là chúng ta có thể cái dùng cái nguồn tiền của mình ấy, chúng ta gửi tiết kiệm vào ngân hàng. Và đây là một cái cách mà gần như dễ nhất này, an toàn nhất. Lãi suất của nó thì như em tìm hiểu bây giờ nó rơi khoảng tầm là 6-10% trong một năm trên một cái khoản tiền mà anh chị gửi ấy. Đấy, thì anh chị đây cũng coi là nguồn thu nhập thụ động. Nhưng mà trung bình chúng ta, trước khi chúng ta biết gửi ngân hàng, chúng ta phải biết tiết kiệm đã. Mà vậy ai lấy được em thì tự do tài chính luôn nào? Tất nhiên rồi anh. Lấy được em và lấy được vàng mà. Mọi người hay nói thế, còn hiện tại thì em cũng chưa biết được. Sau này phải có chồng thì em sẽ trả lời cái câu hỏi này của anh nhá. Cái câu hỏi này thì sẽ để cho chồng em trả lời anh. Đó là khi mà, nhưng mà chúng ta muốn gửi tiền mà em Ánh vừa nói đây, một trong những cách để có nguồn thu nhập thụ động là chúng ta gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng. Đó là một cái cách mà dễ nhất, ít rủi ro nhất, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà theo tình hình, chúng ta nhìn cái mặt tích cực của nó thì cũng có mặt tiêu cực. Là khi mà chúng ta gửi tiết kiệm ấy, thì theo lãi suất, không phải lãi suất mà theo cái sự mà lạm phát hiện nay, em thấy nó không còn là một nguồn, một nơi để đầu tư nó hợp lý nữa. Tại vì các anh chị có biết không, khi mà chúng ta gửi tiền ngân hàng ấy, chúng ta họ sẽ đưa cái số tiền đó cho những cái người khác vay mượn đó, và cái tiền lãi mà anh chị nhận được ấy, chính là cái tiền lãi mà của những ông chủ ấy, họ vay họ trả đấy ạ. Nên là anh chị phải hiểu kỹ nhá, tìm hiểu kỹ. Thứ hai là anh chị bắt đầu là hiện tại ở trên thị trường bây giờ, tại vì anh chị phải nhìn là năm 2023 là một năm, không phải 2023 đâu, mà thời điểm hiện tại mọi người kinh doanh trên nền mạng số ấy nó rất là nhiều. Nên là anh chị thử học cách là nếu mà anh chị nào đang có vốn nhỏ này, nhưng mà anh chị có khả năng giỏi như là anh chị hay quay TikTok này, hay livestream giỏi này, anh chị giỏi về ngoại giao ấy, giỏi ăn giỏi nói, đại khái là anh chị là một người hướng ngoại, anh chị thích nói chuyện nhiều, thì anh chị thử học, thử làm việc bằng cách này thôi nhá. Là anh chị trên TikTok hoặc Facebook được thì anh chị hãy bán hàng trên đấy, bán hàng nhưng không cần hàng. Anh chị hiểu nó là gì không? Là nếu như mà anh chị bắt đầu kinh doanh ấy thì anh chị sẽ phải, chúng ta thường thường kinh doanh thì chúng ta cần một khoản vốn nhất định, đúng không? Nhưng mà bây giờ hiện tại ở trên TikTok ấy, nó có rất nhiều kênh bán hàng mà chúng ta không cần phải có vốn. Anh chị hãy lên trên đấy tìm hiểu xem cái cách mà bây giờ các bạn trẻ hay làm ấy. Anh chị có thể xem TikTok và anh chị thấy là nó có gắn một đường link ở trên đấy không? Một đường link hoặc một giỏ hàng không? Cái đấy gọi là bán hàng không cần hàng. Là anh chị liên kết với một cái bên giao dịch đó và anh chị nói chuyện với họ là tôi đang muốn là kiếm tiền mà tôi thấy là bên gian hàng của bạn phù hợp với tôi. Thì anh chị hãy liên kết với họ và tạo ra những video đăng lên trên TikTok của mình. Chỉ cần là có người nhấp vào đấy thôi là anh chị đã có tiền rồi nha. Chứ chưa cần anh chị phải bán gì cả. Chỉ cần anh chị đăng video và nó hot trend lên, nó trở thành trend và có những nhiều lượt người bấm vào cái gian hàng này thôi là anh chị đã được trả phí rồi. Đó có phải một cách là anh chị bên mà em gọi là đòn bẩy, chúng ta không cần phải bỏ vốn, chúng ta lấy vốn của người khác. Việc của chúng ta là cần thời gian để anh chị làm những cái video này, thời gian mà để chúng ta đăng lên trên đấy, chúng ta phải tìm hiểu sản phẩm đúng không, xong rồi chúng ta đăng lên trên đấy và chia sẻ. Thì đấy là một cách rất là hay thời điểm hiện tại mà giúp cho những bạn này, những bạn sinh viên chưa có tiền, hoặc những mẹ bỉm sữa mà nhiều người hỏi em là không có tiền ấy nên phải làm cách nào, thì anh chị hãy bắt đầu từ kênh đấy nhá. Và với bạn bè của em có rất nhiều người có thu nhập 30-40 triệu một tháng nhờ cái cách là bán hàng ở trên TikTok này, mà bán hàng không cần phải bỏ tiền ra để đầu tư gì đâu nha. Đây là cái cách mà, những cái cách mà phải nói là bỏ ra ít vốn nhất đấy. Cái cách thứ ba em được biết ấy, thì cái mô hình này ấy, thì nó rất là lâu rồi, nhưng mà nó lại phụ cần là với những người là họ có tài chính tốt rồi ấy. Anh chị
Ừ, có tài chính tốt rồi thì ít nhất là anh chị phải có tầm 1 đến 200 triệu. Đó là anh chị là thuê cho mình một cái căn nhà ấy, căn nhà sau đó là anh chị là thuê lại nó. Ở dưới Hà Nội thì cái mô hình làm việc này nó rất là nhiều, thì anh chị hãy nếu mà có vốn, thay vì anh chị kinh doanh ấy, thì anh chị ở dưới này có rất nhiều cái căn nhà người ta cho thuê, thì anh chị có thể là thuê lại nó và chia nhỏ cái số phòng nó ra. Mình thuê nhà theo căn theo tầng nhé, và thuê nhỏ chia nhỏ cái số phòng đấy ra và cho sinh viên thuê. Thì đây cũng là một cái nguồn. Bình thường anh chị chỉ thuê mất 7 triệu một căn thôi chẳng hạn, thì anh chị chia nhỏ ra mỗi cái phòng đấy thì anh chị cho thuê là 2 đến 3 triệu một phòng, thì có phải đấy là một nguồn tiền rồi không ạ? Nhưng mà cái này thì nó hơi cần vốn nhiều một chút. Công việc thứ tư với em chỉ chia sẻ cho anh chị là 10 cái công việc hiện tại mà anh chị có thể tìm hiểu và thực hiện nó ở trong 2023 này, người có để mình gia tăng cái nguồn là thu nhập thụ động của mình ấy. Đó. Ai biết. Đó. Thì công việc thứ tư ở đây là anh chị là nếu anh chị nào mà nhưng mà những cái công việc ấy, công việc mà em tìm kiếm thì đa số chúng ta phải đều phải bỏ vốn ra một khoản nhé. Nhưng nếu anh chị nào mà không có vốn thì anh chị thử tìm có những cách, nhưng mà anh chị phải có kiến thức. Anh chị không có vốn thì anh chị phải có kiến thức thì anh chị mới làm ăn được cơ, chứ còn anh chị xác định là không muốn bỏ cái gì ra thì chắc chắn là cuộc đời này anh chị không đầu tư một cái gì đó thì anh chị không bao giờ nhận lại đâu ạ. Đấy, công việc thứ tư ở đây là anh chị có thể là cho thuê xe ô tô, xe máy ấy. Thì nếu mà chúng ta mà ở những cái tìm kiếm những cái nơi nào mà nó có một địa điểm danh nào nó nổi bật ấy, thì anh chị là hãy đến cái khu vực đấy này chúng ta cho thuê xe máy ô tô. Đây cũng là một cái cách rất là hay, rất là hay. Như em Ánh hay đi du lịch này thì em Ánh là hay thuê từ những cái người đấy. Đây là cũng là một ngày mà em Ánh thuê xe máy nó cũng rơi tầm là 90 đến 100 nghìn một xe rồi. Thì anh chị thử nghĩ xem nếu anh chị đầu tư vào đây thì cũng là một cái cách hay đúng không ạ? Đó, thì anh chị thử xem là có ok không nhá. Chào bạn Bắc nhá. Công việc thứ năm mà năm nay em thấy cái công việc này nó lại phù hợp với các bạn trẻ hơn, đó là tham gia các chương trình affiliate, giống như cả là bán hàng online tiếp thị liên kết ở trên Facebook ấy, nó Facebook Zalo, nó giống như cái mà cái đầu tiên em nói ấy. Nó lại giống cái mà mình bán hàng nhưng mà không không cần gian hàng ấy. Đấy. Ở trong trên 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 TikTok nó có rất 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 nhiều kênh bán hàng để tạo ra sản phẩm anh chị ạ. Nếu mà anh chị xác định là anh chị muốn thay đổi cuộc sống của mình ấy, anh chị muốn tìm một cái công việc để có mình thu nguồn thu nhập thụ động thì chúng ta phải chịu khó tìm hiểu lên nhé. Còn em thấy là những cái tiếp theo nó em nghĩ là chúng ta không không làm được đâu, tại vì chúng ta cần có kiến thức. Nếu mà bắt buộc trong năm nay anh chị phải nâng cao giá trị bản thân của anh chị lên, chuyên nghiệp thế nhở. Nói chung là mình cũng không chuyên nghiệp đâu bạn ạ, đây là trong những cách mà mình đã làm việc và mình có nguồn thu nhập từ đây rồi. Mình sẽ chỉ nói những cái mà mình biết và mình đã có nguồn thu nhập từ đó thôi, và mình sẽ chỉ cho mọi người. Nên là bạn thử tìm hiểu để xem là nó có hợp lý với mình không nhá. Đó, nói chung là những cái công năm nay hôm nay em chỉ cho anh chị năm cái công việc đấy thôi, nhưng mà anh chị biết không, năm cái công việc mà em chỉ cho anh chị ấy thì thường thường bao giờ lấy chồng bạn cái năm công việc mà em chỉ cho anh chị vừa rồi ấy, nó chỉ là một cái cách để giúp anh chị có nguồn thu nhập nhỏ thôi. Và nếu mà anh chị nào mà biết về kim tứ đồ rồi, nhưng những buổi trước em có nói qua về kim tứ đồ ấy, em không biết là anh chị có đọc hay không, anh chị đã thực sự nghiêm túc tìm hiểu về kim tứ đồ hay chưa. Thì nếu mà anh chị nào mà đọc rồi ấy, thì chúng ta sẽ hiểu là những cái công việc vừa rồi em chỉ cho những anh chị ấy thì nó sẽ nằm ở trong 95% của những người nghèo họ làm. Tại sao em nói là những người nghèo họ làm? Thế nào? Tại vì những công việc này ai cũng có thể làm được ấy, nhưng mà chúng ta cần rất là nhiều thời gian để chúng ta gây dựng nên nó. Và nó chỉ kiếm cho chúng ta được một khoản tiền nhỏ thôi, chứ nó không không gia tăng được số, nó chỉ là giúp chúng ta là thu nhập chúng ta là cộng lên thôi. Còn người thông minh ấy, người ta tìm cái cách là để cho chúng ta là nhân tài sản của mình lên. Em chào anh Thanh ạ. Ở bao giờ lấy chồng thì mình mời nhé. Ok. Lúc nào mình có nhá. Nhưng mà inbox riêng nhá.
Đó, cái như em ánh thì em nghĩ là đấy là cái cách mà em tìm hiểu để cho những cô chú anh chị nào mà chúng ta đang tìm kiếm cái công việc ấy. Còn như năm nay nếu mà các anh chú nào mà như theo dõi em ánh biết biết là em ánh ở làm bên lĩnh vực đầu tư rồi ấy, thì chúng ta hãy tìm hiểu về bên lĩnh vực đấy đi, lĩnh vực đấy nó rất là hay. Còn đầu tư gì thì một thời gian nữa em ấy sẽ bật mí cho cô chú anh chị biết. Còn những ngày này anh chủ yếu là giao lưu và giới thiệu cho cô chú anh chị nhà mình những cái kênh đầu, những cái cách để chúng ta là tạo ra cái nguồn thu nhập thụ động thôi. Còn có nhiều cô chú anh chị hỏi em là hôm nay em có đi nói chuyện của một vài mọi người hỏi em là khi mọi người thiết lập mục tiêu rồi này, mọi người có kế hoạch của bản thân mình rồi, mọi người thấy đầu tư rất là hay rồi đúng không, nhưng mà mọi người lại bảo là mọi người không có tiền. Tiền đâu để đầu tư thì mọi người không nói, tiền đâu để đầu tư thì chúng ta không hề nói đúng không, tiền ở đâu ấy thì có rất nhiều cách kiếm tiền đấy thôi. Chẳng phải là hôm nay mình có cơ hội ngồi nói chuyện với một số anh chị em thì mọi người có hỏi cái câu đấy, nên là em ánh hôm nay cũng lên livestream bảo chỉ cho mọi người cái cách là nếu mà các bạn không có tiền, các bạn không không có tiền để đầu tư ấy, thì em ánh chỉ cho các bạn những công việc để các bạn là có thể kiếm tiền để đầu tư đúng không. Thì nhưng mà em ánh lại muốn đặt lại một câu hỏi cho cả nhà mình như thế này. Thế thì nếu cả nhà bảo là chúng ta không có tiền đầu tư, thế thì những cái năm vừa rồi các anh chị là Thương hay chào bạn Thương nhá, xinh như các bạn vậy đấy. Thì những năm vừa rồi chúng ta đi làm, tiền chúng ta để đâu? Thế năm vừa rồi chúng ta đi chúng ta ăn bằng cái gì? Nó có phải là tiền không? Thì thay vì những cái khoản tiền mà chúng ta ăn tiêu đó, thì em có ngay buổi đầu em ánh đã dạy cho chúng ta là chúng ta hãy tiết kiệm đi. Chúng ta hãy tiết kiệm ra một khoản tiền nào đó để chúng ta đầu tư. Thì cái khoản tiền đấy có phải là khoản tiền, nhưng nếu mà anh chị mà bây giờ anh chị cứ làm đến đâu, anh chị tiêu đến đấy, thì chắc chắn là chúng ta không bao giờ là gọi là sao nhỉ, chúng ta có nguồn thu nhập thụ động được, chúng ta gia tăng tài sản của mình rồi, tiền nuôi lợn nuôi gà hết. Nuôi lợn nuôi gà thì nó cũng là một cái cách để chúng ta có tiền, nhưng mà thay gì nuôi lợn nuôi gà đúng như rất là hay, ở quê chúng ta hay là nuôi lợn nuôi gà nuôi trâu nuôi bò đúng không, nhưng mà anh chị có để ý không, mọi thứ nó đều có quy luật của nó. Chúng ta không chắc chắn được con nuôi gà nó vịt, anh chị phải nuôi. Giống như em ánh đầu tư vào một công ty đi, em ánh chỉ mất thời gian là anh bỏ tiền vào đó cho công ty đó phát triển và có người làm việc cho mình. Còn đây anh mà nhưng mà cái số tiền anh bỏ ra là có khi nó không phải số tiền lớn, nhưng mà một thời gian sau anh em đầu tư vào những cái giá trị lâu dài ấy, thì một thời gian sau nó sẽ cho em ánh một nguồn lợi rất là lớn, chứ không giống như mình cứ nuôi lợn nuôi gà theo vô tình. Nó xảy ra những cái kiểu như giá cả nó bị đi xuống, chúng ta có chắc chắn là chúng ta lời không? Hay là tại vì em thấy là làm nông nghiệp ấy nó ảnh hưởng bởi thời tiết này, ảnh hưởng bởi giá cả thị trường nó rất là mạnh. Nông như năm vừa rồi ấy, mọi người anh mình có chia sẻ cơ hội đầu tư đến một người anh, nhưng người ta thích nuôi trâu, xong rồi người ta bán con trâu là một vì người ta thấy là đầu tư nó hơi rủi ro ấy, nên người ta bảo hơn người ta nuôi một con trâu. Năm nay cuối năm người ta bán, người ta cũng lãi được 10 triệu rồi, nhưng mất hẳn một năm trời để chúng ta nuôi một con trâu. Nhưng mà năm đấy giá trâu nó lại xuống thấp nên không bán được, thành ra là anh ấy bị lỗ. Thế có phải là chúng ta tự bỏ tiền ngu không? Bông ơi, đó nên anh chị hãy suy nghĩ kỹ nha. Nuôi gà nuôi lợn năm nay là năm 2023, thời đại 5.0 đến nơi rồi mà vẫn còn lựa chọn nuôi gà nuôi lợn để làm giàu, nó không còn giống như ngày xưa đâu anh chị ạ. Giờ người ta ăn sạch uống sạch, cái nhiều người họ ăn chay nữa, thì cứ nuôi lợn nuôi gà thì bao giờ mới giàu được. Thấy bố mẹ mình không, thấy bố mẹ mình đi làm không, đi làm nông không, làm cả đời xây được ngôi nhà hết, có người còn nợ nần chồng chất. Có giàu không? Em chưa thấy bảo ai làm nông mà giàu, trừ khi những cái người mà họ có cả một trang viên ấy. Nhưng mà rất nhiều người nhưng mà họ khổ lắm, nên anh chị cứ tìm hiểu kỹ về kim tứ đồ đi. Nếu bạn nào chưa biết về kim tứ đồ là gì, lên học xem kim tứ đồ là gì, chúng ta đang ở ô nào, rồi các bạn cứ thế dựa vào cái kim tứ đồ đấy mà chúng ta thay đổi.
Và em nghĩ là chúng ta thay đổi một cách dần dần. Chúng ta giống như em bảo là chúng ta phải nên đầu tư vào những cái giá trị. Giá trị ở đây là gì? Giá trị ở đây không phải là chúng ta đầu tư vào một bộ quần áo, gọi là đầu tư giá trị. Không phải là chúng ta trang điểm lồng lẫy lên, gọi là đầu tư giá trị. Đầu tư giá trị ở đây là anh chị hãy đầu tư vào kiến thức ấy. Anh chị muốn giàu có thì anh chị phải đầu tư học những cái có giá trị kiến thức. Chúng ta đừng có suốt ngày lướt TikTok để xem những thông tin tiêu cực, xong rồi chúng ta bảo chúng ta muốn giàu có, chúng ta ngủ đến... Nếu mà chúng ta chưa giàu thì em nghĩ chúng ta không nên ngủ nhiều. Bao giờ người hình cũng bảo là ngủ ít thôi. Thời gian đấy mà dậy mà học đi, chúng ta rèn luyện sức khỏe của mình nhiều hơn lên. Chứ mà ngủ ít thôi, đại khái là chúng ta chưa có nguồn tiền thu nhập thụ động này, chúng ta chưa giúp ích được cho bố mẹ. Tại sao em bảo anh là phải viết ra mục tiêu cuộc đời của mình, đúng không? Anh chị viết ra cái mục tiêu đó, trong mục tiêu của anh chị đã có báo hiếu chưa? Trong mục tiêu của anh chị đã có bố mẹ đi du lịch chưa? Nếu anh chị đã lập gia đình rồi thì anh chị trong mục tiêu đấy anh chị đã có mục tiêu, đã gọi là mục tiêu lớn, thì anh chị đã có mục tiêu cho con cái anh chị đi nước ngoài học ở những trường quốc tế hay chưa, hay chỉ nghĩ mục tiêu của anh chị cho con cái đi học nó chỉ có thói quen xóa đói giảm nghèo thôi. Nếu mà học ở những ngôi trường tốt hơn thì khả năng cuộc sống của con chị, cô chú anh chị nó tốt hơn rồi, nên là anh chị phải viết ra cái mục tiêu của mình thì anh chị mới có được những kết quả tốt đó. Nên là chúng ta hãy đầu tư, làm gì thì làm, hãy đầu tư vào cái bản thân của mình trước. Nếu mà bạn nào trẻ thì em nghĩ là nên lựa chọn sự nghiệp trước. Chúng ta yêu ít lại bạn bè em thì mọi người còn tập trung cái gì đâu, mọi người kiếm tiền thì ít, mọi người kêu ca thì nhiều. Chúng ta thay vì hôm nay chúng ta ít kêu đi, thời gian của chúng ta ấy, chúng ta dành nhiều để đọc sách vào. Đọc sách không bao giờ là thừa cả. Kể cả người ngoài kia, mọi người có nói anh chị như thế nào, anh chị cứ đọc sách, học tập nhiều lên. Thì khi mà có cơ hội đến thì chúng ta mới có thể đón nhận được. Và hãy thay đổi cái môi trường của mình đi. Nếu mà môi trường đấy cảm thấy anh chị là khiến anh chị em cảm thấy chán nản, mệt mỏi, chúng ta hãy thay đổi hẳn nó đi. Đừng ở trong cái môi trường khiến bản thân mình nó đi xuống như thế nữa. Nhưng mà mọi thứ chúng ta phải, khi chúng ta quyết định rồi thì chúng ta phải hành động nó, chứ đừng có ngồi im một chỗ mà đòi bảo là muốn thành công. Tài khoản giờ đang 10 chữ số, khả năng liên hệ với bạn xem đầu tư gì chỉ tôi với nha. Ok thôi, em có rất nhiều kênh đầu tư, nhưng mà các anh chị muốn đầu tư gì thôi. Nếu là bạn nào mà muốn quan tâm về lĩnh vực đầu tư thì có thể liên hệ trực tiếp với em. Nhưng mà em nói rồi, làm gì thì làm, anh chị hãy nâng cao giá trị bản thân của mình lên. Hãy đầu tư vào bản thân của mình nhiều vào. Đầu tư ở đây là đầu tư về trí tuệ. Anh chị có nghe câu là mây tầng nào thì gặp gió tầng đấy chưa? Nếu mà anh chị thấy là tại sao những điều tiêu cực nó luôn xảy ra đến với anh chị, tại sao là những mình sống rất tốt nhưng mà những người không tốt, chúng ta lại luôn gặp những người không tốt này, chúng ta luôn bị đồng nghiệp nói xấu này, chúng ta luôn bị người khác khinh thường, thì anh chị phải xem lại bản thân của chị. Tại vì anh chị chưa có giá trị nên anh chị chưa biết giá, hoặc là anh chị có giá trị nhưng chúng ta chưa biết giá trị của chúng ta ở đâu, mà chúng ta cho người ta thấy là chúng ta dễ bị bắt nạt, chúng ta không phụ thuộc người ta chẳng hạn, hoặc chúng ta không có một cái gì hết đó. Thì anh chị nên xem lại bản thân của mình nhá, trước khi trách người khác hãy ngồi xem lại bản thân của mình, rồi hãy trách cứ ai thì mình trách cứ sau. Ok không ạ? Hôm nay nói nhiều thì đấy. Những buổi này em chỉ live với anh chị đến thế thôi. Còn những buổi ngày em sau, nếu mà cô chú anh chị nào mà chúng ta muốn tìm hiểu những cái kênh đầu tư, những cái kênh đầu tư này là chúng ta phải bỏ vốn thôi nhá, thì em Ánh sẽ chỉ cho cô chú anh chị em biết là em Ánh đang đầu tư những gì và làm sao để chúng ta lựa chọn một kênh đầu tư phù hợp nhất. Năm nay rồi, năm nay không phải là cái năm để chúng ta chơi đâu cô chú anh chị ạ. Chúng ta hãy ra quyết định cho chính bản thân của mình đi. Chúng ta hãy ra quyết định chúng ta phải làm gì, làm như thế nào. Và một khi ra quyết định chúng ta hãy hành động nó, tìm hiểu thật kỹ. Hãy bớt thời gian mà chúng ta ngồi chơi lại, bớt thời gian buôn dưa lê bán dưa chuột, bớt thời gian mà chúng ta ngồi hóng drama chả liên quan gì đến chúng ta cả. Chúng ta cuộc đời chúng ta muốn thay đổi, anh chị muốn con cái của chúng ta tốt hơn, cuộc sống của mình tốt hơn, thì hãy đi ra ngoài môi trường mới kìa. Hành động đi, hành động quyết liệt và đừng có hành động nửa vời. Khi chúng ta hành động nửa vời chúng ta không đạt được mục tiêu đâu nha. Thì buổi ngày hôm sau em Ánh sẽ giúp cô chú anh chị mình này biết được cái kênh đầu tư. Tại vì là em Ánh đang định hướng là mọi người giống như mình, đúng không? Tại vì em chia sẻ cuộc đời của mình mà. Thì buổi sau em Ánh sẽ chỉ cho mọi người là hiện tại em Ánh đang theo những cái kênh đầu tư nào và làm sao để chúng ta lựa chọn một kênh đầu tư phù hợp với bản thân mình nhất. Chúng ta
gặp ít rủi ro nhất, tại vì em Ánh là một người đi trước rồi. Thì em Ánh có gì thì em Ánh sẽ chỉ cho chúng ta như thế. Bởi ngày hôm nay em Ánh sẽ lên giao lưu với cả nhà mình như đến đây thôi ạ. Tại vì sắp tới đây Ánh sẽ có một buổi Zoom khác, nên em Ánh sẽ lên giao lưu cùng cả nhà mình một chút thôi. Thì hẹn cả nhà mình đợt sau nhá, mình ngày mai. Hay là em Ánh cứ hai ngày em Ánh này lần. Hẹn cả nhà mình ngày hôm sau. Và chúc cả nhà mình có một buổi tối thật nhiều niềm vui bên gia đình của mình này. Một buổi tối nếu bạn nào đang đi làm thì cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình nhá, ăn uống đầy đủ nhá, để cho chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh nhất. Sức khỏe là vàng, nên là để chúng ta có một sức khỏe tốt nhất, để chúng ta có thể là hoàn thành mọi mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra trong năm nay á. Cả hành động đi cả nhà mình ơi. Xin chào cả nhà mình nhá, hẹn cả nhà mình trong những buổi live stream khác ạ. Xin chào cả nhà mình. Ui chào bạn Linh, tự nhiên thấy bạn vào tôi là phải kết thúc livestream mất rồi. Bye bye cả nhà mình, sẽ hẹn cả nhà mình buổi sau ạ.